Ồ, cái giờ nấu cơm rồi kìa. Tôi nấu cơm đi. Thôi làm biến nấu à, em nấu đi. Được. Em bữa nay em nấu cơm nhưng mà anh phải trả lời đúng câu đố của em mới nấu. Còn thôi là anh phải đi xếp đít vô nấu cho em á. Trời, nó là người đố người ta, giữ người ta. Rồi, được, đố đi. Em đố anh nha. Em đố anh mặt trăng là của nước nào? Mặt trăng là của chung hết trơn mà, có nước gì mặt trăng là của toàn thế giới mà, của nước nào nữa không? Trời, có nước nào em mới đố anh chứ. Bây giờ em cho anh gợi ý luôn. Một là nước Mỹ, hai là Việt Nam, ba là Lào, bốn là Singapore. Thì anh chọn Mỹ đây, tại Mỹ là quốc gia tiên tiến nhất mà. Sai rồi, anh vô nấu cơm liền đi. Sai là sai sao, em giải thích cho anh, tự nhiên sai bắt anh nấu cơm trời. Mặt trăng là của nước Việt Nam chứ Mỹ nào đâu ra. Sao anh, của Việt Nam? Anh không nghe hả? Anh không nghe hàng cỡ tử hát hả? Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Đó, thì trăng của ổng không mới dám bán. Chứ tự nhiên của người ta ông nhào vô bán á, cho người ta quýnh ổng hay vậy. Trời ơi, hôm nay lụm được câu ác vậy ta. Vô nấu cơm kìa, ở nó ác ác. Rồi, được. Giờ này anh thấy em cực quá vậy em. Em còn tiền xài gì không? Em còn. Em cảm ơn anh quan tâm em nha. Ừ, vợ chồng rồi, hết tiền thì nói anh nha. Vợ chồng mình phải san sẻ lẫn nhau nha. Có gì nói anh nha em. Em biết rồi. Bữa nay anh tốt quá vậy. Anh còn tiền xài không? Anh hết sạch luôn rồi, không còn cắt nào hết trơn á. Em ơi, mai đi công tác xa rồi đó. Anh đi công tác nữa hả? Chị có nhớ em không? Có chứ, mai anh đi rồi. Hôm nay em chịu anh một đêm được không? Được chứ. Em chịu anh hết mình luôn. Làm hết sức luôn á. Vậy ha. Bây giờ em im lặng để anh ngủ được không? Em im lặng để anh ngủ được không? Em im lặng để anh ngủ được không? Ủa ba ba, sao hồi đó má chịu lấy bà ba? Tại má mày đuôi. Ủa mà con hiểu sao nhà mình nghèo hoài quá ba. Tại để dành tiền trị bệnh đuôi cho má mà. Sao không khi nào em thấy anh dắt em đi ăn tối tại nhà hàng hết trơn vậy? Em biết sao vậy? Anh là một người đàn ông đứng đắn, không bao giờ hẹn hò ăn uống với người phụ nữ đã có chồng bên ngoài hết trơn. Nhưng hiểu mà chưa? Nhưng mà em là vợ anh chứ bộ. Không có ngoại lệ. Khỏi trình bày nha. Không, kỳ cục vậy.